gắng để hồi đi. Bên kia là game thủ Mạnh Hào sẽ cố gắng để lên 4 ở thời điểm tới. Tham Lai vẫn giữ được con số 200 giải game thủ 98. Mặt bên này dường như là Vũ Tùng Thành không thể cản phá dù 98 luôn. Bao nhiêu quân đạp vào của Hoàng Mai Nhi đều ngã xuống. Tất cả đều ngã xuống. 180/200. Có đôi khi nó chỉ là một chút thôi, nhưng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả vâng rất là nhiều thứ ở phía sau. Phải đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, chuẩn chỉnh và tỉ mỉ. À, bên mình sẽ là người tà mạng hay bên bạn? Chúng ta sẽ quay trở về với màn hình in game một chút xíu. Vâng, như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị tới với diễn biến của cuộc đầu tiên. Sẻ sẽ là người lập mạng ở trong trận đấu này. Chào anh Thần Linh nhá, cảm ơn góp ý của anh. Như vậy là Văn Hưởng, U98 và game thủ Mạnh Hào sẽ là người vào cuối cùng. Tôi sẽ sửa lại tên để đảm bảo tí nữa chúng ta quay quân nó dễ. Chờ bên phía đội bạn vào thôi. Vâng, có bác comment: mấy ông đừng vâng để vợ tôi ngồi đấy nữa, mỏi lắm, khiếp các bác nhận vơ số 1 luôn đấy. Vâng, bên phía đội bạn chúng ta sẽ gồm có game thủ Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt, Nam Sâu Kiêu. Và cuối cùng là game thủ Michael Tý. Vâng, như vậy là vào rồi. Quay trở về với màn hình máy quay quân nào. Vâng, quay trở về với màn hình máy quay quân. Bên mình sẽ là team 1. Còn bảng quân bao nhiêu thì chưa biết. Cái này cần phải đợi trọng tài quay quân thì chúng ta mới có thể biết được. Vâng, xin mời trọng tài. Chúng ta sẽ quay quân trước và quay bảng quân sau. Ok, như vậy tôi đã có số thứ tự rồi. Bây giờ đến với bảng quân nào. Vâng, bảng quân thì sẽ là random note. Vâng, xin mời trọng tài quay bảng quân ở trong trận thi đấu này. Bảng quân là bảng quân số 8 thưa quý vị khán giả. Bảng quân số 8 bên mình. Anh ơi, kéo sang bảng 8 đi anh ơi. Vâng, team 1, bảng 8 của chúng ta sẽ là Pan. À xin lỗi bạn, đúng rồi, Pan, Greg và Ya. Pan, Greg, Ya nha. Từ từ đợi tôi tí để tôi sửa lại quân rồi đến quân của bên phía đội bạn. Vâng, Pan, Greg, Ya, quân của bên phía đội bạn ở trong trận đấu này sẽ có một con cho son. Vâng, sẽ có một con Pơ. Sẽ có một Greg. Và cuối cùng là một Asia. Như vậy là quân bên phía đội bạn cũng có hai đơn vị quân không thực sự là quá đẹp. Đó chính là Greg và Cho Son, giải game thủ Hoàng Mai Nhi và giải game thủ Nam Sâu Kiêu. Chúng ta sẽ cùng đảo qua màn hình máy cả bốn nhà trước khi tập trung với những nhà đánh chém. Đây là màn hình máy của game thủ Văn Hưởng, người sẽ được cầm pan ở trong trận đấu này. Còn đây là màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Nắng, người cũng sẽ cầm pan. Như vậy là hai pan thì lại đều ở trong cánh. Còn đây là game thủ U98, người sẽ cầm Greg ở đầu cánh. Vì đợi tôi một chút xíu. Còn đây là mảnh máy của game thủ Mạnh Hào, người sẽ cầm Yamato ở đầu cánh. Như vậy là hai pan dần vào trong và Greg dâng ra phía ngoài. Tôi thích hai con pan ra phía ngoài, con Greg đi dâng một Nia ngồi phía trong theo kiểu thế gãi là game thủ Mạnh Hào. Vâng, quay trở về với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Nắng. Tôi đặt là vâng VH đi nha quý vị, bởi vì nó không đủ ký tự. Quý vị check lại cho tôi xem thanh ảnh ok chưa quý vị ơi. Hôm thanh ảnh ok rồi, cho đến với 30 giây dành cho quảng cáo. Cực sốc, Karofi dành tặng 1.000 voucher giảm giá 40% đến cộng đồng AOE. Vâng, quay trở lại với quảng cáo cực sốc, Karofi dành tặng 1.000 voucher giảm giá đến 40% cho cộng đồng AOE khi mua máy lọc không khí. Ngoài ra, tập đoàn Karofi dành 5% doanh thu của chương trình này để trích tạo nên những giải đấu AOE hấp dẫn. Chương trình chỉ kéo dài đến 30 tháng 8. Quý vị khán giả nhớ nhanh tay truy cập link ở dưới phần comment. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, cùng 200 showroom tại 25 tỉnh thành phía Bắc, sàn FPC VFloor lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn. Thông tin chi tiết truy cập vào website vfloor.vn hoặc gọi về số điện thoại 0399 799 888 để biết thêm thông tin chi tiết. Quạt điều hòa Rapido là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba thiết bị điều hòa, máy lọc không khí và quạt thông thường, đặc biệt tốt với những người bị cơ địa hay bị viêm mũi dị ứng. Các dòng máy lọc không khí của Karofi phát ra ion bạc,
Ion âm hay còn gọi là vitamin của không khí, giúp không khí trong lành, giảm stress, hết mệt mỏi cho người sử dụng. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Như vậy là bài có 3 voi, có quả đầu. Vâng, như vậy là bao sẽ ổn ổn rồi. Trận đấu này chắc là 2 pan thì vâng chém hết mình thôi. Bên phía đoạn Greg và cho Son. Vâng, thêm cả vâng Per Basi nữa. Bên kia có thể là 3 chém, đưa hết cho game thủ Mike một tí là người đến cùng. Ở bên mình thì chắc chắn rồi, 2 pan, vâng thậm chí là 4 chém luôn trận này. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào cầm Mia đầu cánh và thông tin báo về là có thể sẽ gặp Per màu vâng hả? Màu của game thủ Cam Quýt. Đó chính là màu 6. Vâng, Sẻ sẽ là người đội trưởng và là người bày ra chiến thuật của bên phía các thành viên Sparta. Quay trở lại với màn hình máy của cậu Hưởng. Người sẽ cầm pan, như vậy là cậu Hưởng cũng có ôi, bài cậu Hưởng cũng được luôn. Và tao có thể nhìn thấy bỏ qua về thế thì sẽ là hai quả phụ dành cho người cầm pan đến từ vị trí của game thủ cậu Hưởng. Một ở bên này một quả nữa này, bên kia một quả nữa. 18/20. Có đúng không? Hay là tôi nhìn nhầm? À đấy là quả đầu à? Sorry quý vị. Tôi tưởng là hai quả. 19/20, như vậy bài chỉ tròn đồ dành cho cậu Hưởng. Còn đây là màn hình máy của game thủ vâng chim sẻ nắng. Có lẽ tập trung vào sẻ nhiều hơn bởi vì sẻ được cầm pan. Chúng ta sẽ xem sẻ chém mẫu một trận. Mười chín dân là lựa chọn của game thủ chim sẻ và đã kích đời. Vâng, ăn hoang thêm một bầy hiêu nữa. Sẻ là người ở trong cánh, tuy nhiên thì với việc chúng ta là bốn đơn vị quân đều chém thì có thể với việc mà game thủ Mạnh Hào đang đối đầu với Pơ với đối phương, nếu như lựa chọn đánh chém ở trong trận đấu này dành cho game thủ vâng Mạnh Hào thì có vẻ là một sự lựa chọn hơi mạo hiểm một chút xíu, bởi vì tôi nhìn thấy thế của game thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu này không thực sự là quá đẹp. Vâng, khi mà đồ ăn cũng không đủ. Vâng, ăn chung cả với game thủ Cam Quýt, người cầm Pơ bên phía đối phương. Ăn chung bầy yêu 4. Bên này trận đấu này có lẽ rằng chúng ta sẽ cố gắng để có thể đánh 4 chém rồi. Vâng, 4 chém ở trong trận đấu này. Bên phía bên kia chỉ có con Aceran cho game cho tay game thủ Mike cùng tí là vâng có cùng tuyển thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ có 7 đơn vị quân đều là chém tuyển cả. Nhưng rõ ràng vâng bên mình có 2 pan. Nó sẽ có lợi thế hơn khi bên kia chỉ là Cho Son và Greg. 25/28. Vâng, quay trở lại máy máy của game thủ chim sẻ nắng. Tham lai là 19/20, đóng nhà điều kiện. Vâng, kích đời 10/08. Như vậy là sẻ sẽ cố gắng để có thể chéo sang nhẹ bên kia hoặc là cậu Hưởng. Và người sẽ cầm pan cũng đang đóng nhà điều kiện. Như vậy là bài bên này lên đời không sớm lắm. Vâng, Văn Hưởng đang kích khoảng 10, vâng 10/40 dành cho game thủ Văn Hưởng. Vâng, U98 thì sao? U98 đầu cánh bên này bài Greg 24 dân đi dò gặp màu 7 của game thủ Nam Sông khi người cầm Greg. Như vậy là Greg Per ở đầu cánh cho Son AC giật vào phía trong dành cho bên phía của các thành viên team Hà Nam. U98 đang di chuyển con dò của mình. Vâng, thấy bãi vàng bên phía đội bạn rồi, nhưng bãi vàng đã rất nhanh tay được bò nhỏ đến từ người học trò của vâng game thủ Venlop. Vâng, U98 đối đầu với Nam Sâu Kiêu. Tôi nghĩ rằng ở cánh bên này hai con Greg chỉ ngồi xiên nhau thôi. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Tham lai đang là 20/24 thẳng sang cánh của game thủ U98. Vâng, tiếp tục là đi vào. Giò của game thủ Nam Sâu Kiêu thì vẫn đang cố gắng để thủ. Sẻ về nhà sóc luôn 2L. Cố lên nào, bên mình đang có 2 pan. Tuy nhiên thì chỉ có mỗi pan game thủ chim sẻ cho lên đời sớm thôi. Pan game thủ Văn Hưởng thì lên đời không sớm. 20/24 giảm game thủ chim sẻ nắng. Như vậy là có cả Hoàng Mai Nhi, người cầm cho Son. Vâng, đi dân vào nhà của game thủ chim sẻ. Như vậy là một con cho Son trong cánh đi dâng lờ đến bên phía đội bạn. Vâng, sẻ cũng đã đi được dò vào nhà của màu 5 game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là bãi vàng của game thủ Hoàng Mai Nhi. Quay trở lại với vâng Văn Hưởng, tham lai là 21/24 đang phải chéo sang cho Mạnh Hào. Vâng, khi mà game thủ Mạnh Hào đang yếu hơn trước bờ, vẫn đang cố gắng để có thể thủ được. Tham lai chỉ là 21 dành cho người cầm pan ở phía bên này. Có một vâng khoanh ruộng là khá to. Còn đây là mảnh máy của game thủ Mạnh Hào. Tham lai đang là 22/40 khi mà đối đầu với con Pơ của bên phía đối phương. Như vậy là một bài dường như là dâng lên hết đến từ các thành viên của bên phía team Hà Nam. Vâng, đội bạn đưa ra chiến thuật đó chính là cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đây là Michael Tý và người cầm Aceran dâng trước cửa nhà của game thủ Mạnh Hào. Và đây là dâng A dành cho người cầm Aceran. Hai đầu cánh đánh chém vào trong cánh dâng hết ra. Càng thế,
Vâng, quay trở lại với game thủ chim sẻ. Tham Lai đang là 25/32. Sẻ sẽ cố gắng để có thể chuyển về một nữa. Và đây là một tình huống xử lý cực khéo dành game thủ chim sẻ nắng. Một pha kèn tinh tế để tạo ra được một con đường mòn vào nhà của vâng anh Bách. Và sau đó thì tách cho con lạc đà Pan không thể tuyển hơn, chém vào những đầu dần của game thủ Hoàng Mai Nhi. Tham đang là 27. Vâng, mặc dù sát thương không nhiều nhưng chim sẻ lại mang lại sự ổn định ở trong cánh. Còn chúng ta cùng quay trở lại với đầu cánh bên kia, nơi có sự xuất hiện của hai con Greg U98 với bài thủ phù với Greg Tham Lai đang là 28/36. Có thể chỉ là cần ở cánh bên này thôi. 28/36. Bên U98 báo về là bên kia yếu hơn so với bên mình. Như vậy là U98 làm tốt hơn so với game thủ Nam Sơ Kiều. Tốt. Vâng, bên này không phải là lưỡng bại câu thương mà là lật thuyền trong mương dành game thủ U98. Đây là cậu Hưởng, Tham 24. Vâng, AC đi dâng A, lượng cục là tụ được là khá đông ở trước cửa nhà của game thủ Văn Hưởng. Đang đưa những con lạc đà, chém hai giáp không để có thể đào. 24/32. Trong khi đó thì Mạnh Hào ra làm sao? Mạnh Hào cố gắng để giữ được cái tham lai là 25. Như vậy là các thành viên của Sparta đang giữ tham và rất ổn. Vâng, mặc dù chúng ta không ai tay to cả ngoài game thủ chim sẻ nắng, nhưng chúng ta cũng không để mất tham. Vâng, sẻ tham 25. Cố gắng để chém được phù của game thủ Hoàng Mai Nhi. Sẻ sẽ là bài 2L2A. Nhưng rõ ràng Hoàng Mai Nhi cũng đang thực sự là khó chịu với bài cho so thủ phù và ăn cắp được rất nhiều lạc đà của sẻ. Đưa những con lạc đà của chính chúng ta phay chúng ta. Tham của sẻ chỉ là 22 thôi, ở nhà đang bị lọt vào bãi gỗ là khá đau ở trong tình huống này. Ai đó có thể bơm cho sẻ một tí gỗ. Sẻ đang cố gắng để ra lại dân và ra lại ruộng. Nhưng với một thế nhà nó lưng chừng núi lưng chừng đèo, nó không thực sự là mắc về thế, thì cái cách mà chúng ta thủ nhà cũng không hề đơn giản. Ở cánh bên kia thì vâng, con cho son và con Greg có lẽ là yếu rồi. Đội bạn còn đó cơ hội đến từ AC Ran và đến từ một con Pơ nữa thôi. Vâng, sẻ tham là 24/32. Bên phía đội bạn có thể mài cổ tí. Người cầm AC Ran chính là người đi dâng A khỏe nhất ở bên phía các thành viên của Hà Nam. 25/32, sẻ đang tụ được một lạc đà đông kẹp với cả cung đỏ. Còn đây là màn hình máy của game thủ vâng U98. U98 cánh bên này làm thực sự là tốt. Vâng, một tình huống solo kill và thắng được đế chế Greg của kiện tướng Nam Sâu Kiều, người học trò cưng của bên lớp đấy. Vâng, bài 2P1L, ở nhà cứ ra ruộng ra dân và công phu lên mặt bên này thôi. Vâng, để đảm bảo rằng game thủ Nam Sâu Kiều không được thi đấu từ giờ cho đến cuối trận. Còn sẻ, vâng, sẽ cố gắng để vừa hồi vừa đi quân. Sẻ đang tu được một lạc đà là khá độc. Thực ra thì ở trong thế trận này tôi cảm tưởng như đội bạn như cá trong chậu. Cảm tưởng là như vậy bởi vì AC chỉ là một trong những con AC đi dâng A chứ không phải là chắc nhà. Vâng, nên chúng ta không sợ. Tham Lai 31/32. Vâng, chúng ta thì như lang như sói của đội bạn thì vâng như hổ lạc đồng bằng, như cô cô gặp Doãn Chí Bình đợi chúng ta thịt mà thôi. 31/32 giờ game thủ chim sẻ. Vâng, đây là cầu Hưởng, có một tình huống hình như đang bị chơi vào đến từ vị trí của Michael Tý và trở lại mạnh máy của game thủ Văn Hưởng. Tham Lai là 23/28. Sẽ có đến cứu ở trong tình huống này không? Bởi nếu không cứu là cảm giác là Văn Hưởng khả năng phải bung rồi, khả năng là phải tìm chỗ mà tẩu thoát đi thôi. Bởi vì lượng cung là rất đông đến từ Michael Tý. Đối phương đang muốn cố gắng để lia từ nhà của Văn Hưởng và nhà của Sẻ. Lượng cung vâng màu 2 là rất đông. 23 dành cho game thủ Văn Hưởng. Quyết định là giữ dần bảo toàn lực lượng chờ ngày khởi nghĩa. Đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ nắng. Tham Lai là 30/32. Sẻ cẩn thận từ mặt từ vâng nhà màu 2 sang nhá. Vâng, cung đông lắm đấy. Cung của AC Ran tại game thủ Mai Cổ Tí. Sẻ tình huống này có muốn chơi không? Thì bên kia game thủ Cam Quýt đang tụ được một lạc đà là rất đông. Và người cầm Pơ bên phía đối phương. Đội bạn đang kết hợp quần để vâng đi càn quét từng nhà một. Như vậy là Văn Hưởng đã bắt đầu thất cánh. Và với việc mà game thủ Văn Hưởng ngã xuống thì game thủ chim sẻ nắng cũng sẽ chịu một áp lực cực kỳ lớn. Bởi vì nếu như chỉ một mình AC Ran thôi thì còn ăn được, nhưng nếu như lại còn có thêm cả Pơ thì đúng là hơi khoai dèo sẻ. 29/32 là tham của bạn. Tạm thời sẻ đang phải cũng phải lùi binh để bảo toàn. Vâng, tham của bên phía đội bạn thôi, khả xong rồi. Như vậy là tôi lại vâng khả năng cao là chém gió nhầm. Cứ tưởng rằng thế đang yêu dành cho bên mình nhưng không phải, đội bạn mới là thế yêu. Bởi vì màu 6, màu 8 đang rất khỏe. 29/40 dèo game thủ chim sẻ đi nắng. Vâng, đây là Mạnh Hào, tham chỉ là 22 dèo người cầm Yamato đánh chém cùng cánh của người cầm Pơ. Vâng, bằng một cách nào đó thì game thủ Cam Quýt đang có rất nhiều những con lạc đà. Và một bài dâng A ăn hoang của game thủ Michael Tý đang rất ấn tượng. Vâng, sẻ tham 29. Bây giờ sẻ đang muốn đi quản lại từng nhà bên phía đội bạn. Đưa về thế là 8 người không ai có nhà cả. Đánh ở thế quản map. Và bây giờ thì không thể đấu trực diện bên phía đội bạn được nữa. Cố lên nào, thế trận thì là đang khó. Chúng ta vẫn có thể tìm ra cánh cửa để giành được chiến thắng.
21/40 dèo game thủ chín xe. Tham to nhất bây giờ là ACAC tham giờ khả năng phải 5 xích rồi đấy. Vâng, sẽ tham 30. Ngoài rồi. Vâng, như vậy tỷ số là 1-0 dành cho bên phía của Hà Nam. Sao trận này con AC đoàn đi dâng mà khỏe thế nhở? Tôi cứ tưởng là con AC đi dâng không có vị gì. Vâng, tuy nhiên thì đó là tôi nghĩ thôi, chứ không phải là vâng cái hiện thực nó xảy ra. Đen, thôi được rồi, quay trở lại ngắm 9 chùm để cho nó bớt căng thẳng đi. Vâng, chúng ta chờ ngày khởi nghĩa nhưng đội bạn giết chúng ta trừ trong trứng nước các bác ạ. Không có cơ hội để vâng lật kèo. Thôi không sao cả. Thua trận đầu để chúng ta biết rằng chúng ta còn yếu ở đâu và sửa trong trận đấu tiếp theo để có thể làm tốt hơn nữa. Bài đầu cánh game thủ Mạnh Hào thực ra cũng xấu mà. Tôi thấy không đẹp lắm. Vâng, quý vị nhớ chia sẻ để ủng hộ game thủ Chim Sẻ Nắng nha quý vị ơi. Hay là mình cứ cố gắng vâng thả C đầu bật 2 C sau hả? Thì cũng được. Đây hình như là cũng là truyền thống của Sparta rồi. Tránh Minh xuống giúp anh Tuệ Minh nhá. Bao giờ Trang V Floor mới có mặt á? Em không biết anh ạ. Đang ngồi ngắm chín chu mà lại cứ nhắc đến V Floor này chết tôi rồi. Vâng, Chim Sẻ và đường U98 Mạnh Hào bây giờ sẽ đến với bên phía đội bạn. Bình luận trâu á, có làm thì mới có ăn anh ơi. Vâng, quý vị nhớ chia sẻ nha quý vị ơi. Trong ngày hôm nay cảm giác hơi ít ít, hơi buồn buồn. Vâng, Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt Nam Sâu Kiều và Michael Tý sẽ là các thành viên bên phía team Hà Nam cộng Hà Nội. Nào, vâng, xin mời đội bạn vào. Rồi, như vậy là đội bạn đã vào đủ. Vâng, như vậy là xin mời trọng tài quay quân. Chúng ta sẽ quay quân trước và bảng quân sau. Đây sẽ là màn hình máy quay quân đến từ trọng tài. Không biết ai quay quân mà. Đây sẽ là bảng quân. Chúng ta sẽ là team 1 và bảng quân sẽ là bảng quân số 2. Bảng 2 team 1 ở trong trận thi đấu này đó chính là... Vâng, kéo về bên này một chút anh ơi. Rồi, chúng ta sẽ có Minwan, chúng ta có AC Ran, chúng ta có Minwan và chúng ta có thêm cả Yamato. Min AC và vâng IA. Min AC, Min IA. Vâng, bên phía đội bạn thì sẽ có Egypt. Ủa, quân đội bạn đẹp phết đấy. Có Seng này. Vâng, có Po. Sao quân bên kia toàn những cái đơn vị quân đáng sợ vậy? Và có thêm cả con Fo nữa. Như vậy là quân của bên phía đội bạn đang được cho là nhỉnh hơn so với chúng ta ở trong trận đấu này. Đây là mảnh máy của game thủ Chim Sẻ Nắng, người sẽ cầm Min Hoàn ở trong cánh. Đây là mảnh máy của game thủ Văn Hưởng, người cầm AC ở trong cánh. Như vậy là một cung đào tuyển, một cung ai váy tuyển ở trong cánh. Đây là mảnh máy của game thủ U98, người cầm Mì đầu cánh có thể sẽ đánh chém. Đây là game thủ Mạnh Hào, người cầm Yamato đầu cánh. Mặc dù quân không đẹp đẹp lắm nhưng sao xếp nhà này khá ổn. Ta sẽ đến với 30 giây giờ quảng cáo. Máy lọc không khí Carofi, món quà tuyệt vời dành tặng những người viêm mũi dị ứng, trẻ nhỏ, người già và những người hay thường xuyên bị bệnh về mũi họng. Với 99% thành phần là nước tinh khiết nên X-Wax an toàn tuyệt đối bảo vệ da tay, đường hô hấp của người sử dụng cũng như bảo vệ nhà bếp và nội thất ô tô. Robot Rapido tự động làm việc, tự động tránh vật cản, tự động sạc pin và có thể điều khiển từ xa qua điện thoại. Sở hữu robot Rapido giúp không gian xung quanh mình luôn sạch sẽ và tiết kiệm thời gian. Máy lọc không khí Carofi E144 với tính năng hẹn giờ, báo thay màng lọc, điều chỉnh tốc độ và khóa an toàn cho trẻ con. Công suất tiêu thụ 25W, tiết kiệm điện năng ở mức thấp nhất cho người sử dụng. Quay trở lại mảnh máy của cầu Sẻ, người sẽ cầm Min ở trong cánh có thể đánh cùng ai váy cần bản đồ được ở trong trận thi đấu này. Vâng, Sẻ trận này sẽ đánh cùng chứ? Tôi nghĩ là Sẻ nên chủ lực. Vâng, trong khi đó thì hai Minia đầu cánh sẽ đánh chém, tức là chúng ta sẽ có AC ở đời 3 để đẩy quân, chúng ta có Min ở đời ở những giai đoạn tiếp theo. Nói về thế trận đời 4 bên phía đội bạn cũng rất kinh khủng đấy. Đội bạn có hai con đạp đội tuyển, con Egypt và con Seng. Và bên mình thì Sẻ lên 4 sẽ có cùng ai váy Min kẹp song pháo, cũng là một sự lựa chọn rất kinh khủng của Min Oan. Tránh Hồ Đức Duy nhá. Quý vị có thể chia sẻ để ủng hộ cho vâng Chim Sẻ Nắng được không ạ? Tránh Quỳnh Nguyễn Thế nhá.
Quay trở lại với hai đầu cánh bên kia nào. Và màn hình máy của U98, người làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở trong trận đấu trước đó sẽ được cầm Minwan ở trong trận đấu này. Như vậy là U98 có một thế được, có thể là bầy hiêu nhưng mà U98 nhìn không có đồ lùa. Khả năng cao lên đợi không sớm được dành cho Min này rồi. Đoan thì là ổn, đồ lùa thì là hơi ít. Vâng, cánh bên kia game thủ Mạnh Hào, người sẽ cầm Yamato cầu đôi voi. Như vậy đồ lùa là rất nhiều dành cho Mạnh Hào. Hai trận liền được cầm Yamato, một đơn vị quân chém tuyển, chém rẻ có lợi thế ép đời. Và trận đầu đối đầu với Pearl bị dâng à. Vâng thì yếu, trận này sẽ là trận mà Mạnh Hào cần phải làm lại. Vâng, cố gắng để vững cánh của mình, để cho Sẻ có thể yên tâm ở phía trong ngồi gái với cung ai vậy. Trận đấu này thì chưa biết được, bởi vì bên kia họ là Egypt Semper 4, đều là bốn đơn vị quân có khả năng ép đời tốt. Bên mình có mỗi AC và IA thôi. Các bạn thì vâng, có con Per Semper để khỏi phải nghĩ rồi. Nên là trận này làm nào để vượt qua được cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mà con xe con Per và con Phô nó chém. Vâng, quay trở lại màn hình máy của U98. Như vậy là U98 đang ăn chung với Michael Tý, người cầm Phonesian của bên phía đội bạn. Như vậy là Fomin cùng một cánh và là rất gần nhau. Vâng, bài U98 có một vòi ở thời điểm muộn cầu về, ăn chung với cả đối thủ. Vâng, một đồng minh của sẻ cánh bên này, khả năng cao cố để làm vâng tròn vai trở lên, cố gắng hòa thôi. Còn đây là kiện tướng chim sẻ đi nắng, người đầu tàu ngôi sao của Sparta với bài được cầm Minwan. Sẽ đánh khoảng 26 dân, 27 dân và cùng ai vậy. Vâng, 81 kích đời với 27 dân của sẻ. Cảm ơn quý vị khán giả nhá. Quý vị nhớ chia sẻ để ủng hộ để chúng ta có thể vâng bật được ở trong những trận đấu tiếp theo nha quý vị ơi. Màn hình máy quay quân ạ. 27/28 dành cho chim sẻ. Vâng, đây là màn hình máy của người cầm Aceran. Có lẽ rằng đánh cung thì không có gì nói nhiều, chúng ta sẽ đảo qua những người đầu cánh trước nhờ quý vị nhờ. Chúng ta sẽ đến với game thủ Mạnh Hào đi. Vâng, Mạnh Hào 23 dân, bài đôi voi về, đang đóng nhà điều kiện. Vâng, như vậy là màu 6 của game thủ Cam Quýt, người cầm Seng lên đời sớm nhất bản đồ ở trong trận thi đấu này. Có thể đây sẽ là một con Seng đánh chém với bài ít dân và kích trong cái kiểu người ta gọi là, vâng, thậm chí là kích 8 luôn này của Cam Quýt. Khiếp thật. Vâng, bên này 23 dân kích 11x. U98 bên này lên đời cũng không sớm được, bởi vì con IA có, vâng, có mỗi con IA với AC lấy thế lên đời, AC đánh cùng trong cánh không nói chuyện. Vâng, IA thì 11x. Vâng, trận này khó là khó ở giai đoạn đầu đây này. Khó là khó ở giai đoạn đầu, làm sao để chúng ta thở được ở cái giai đoạn mà đối phương đang có lợi thế về lên đời với những con giò và những con chém ở thời điểm đầu. Làm sao để cho sẻ có thể lên được cung hề váy và cân được map ở thời điểm sau. Vâng, U98 thì đang phải mang dân của mình lên. Một bài kích đời là muộn đến từ vị trí của game thủ U98. Vâng, Cam Quýt ở cánh bên này thì không rõ là anh ta đánh chém hay đánh cung nữa. Có thể anh ta có thể đánh cung mà được dâng cho. Như vậy là kích cuối 11 là U98. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào thì đang bị đi dò vào đến từ Cam Quýt. Như vậy người lên đời sớm nhất bản đồ cùng cánh với người lên đời sớm nhất bên mình. Vâng, quyết định là mạng đổi mạng luôn dành Mạnh Hào, ý đồ lưỡng bại cầu thường. Chết cũng phải kéo theo được cái chiếu đệm lưng. Vâng, còn có đổi được không thì chưa biết. Rồi, vẫn đang đi dò vào bãi vàng. Bên này vẫn đang lừa lừa phải hẹn bắt dò nhưng chưa được. Cái cách mà Cam Quýt đi dò nó thực sự là khó chịu, khi bản thân Cam Quýt cũng là một trong những game thủ đánh chém rất mắc bình. Tiếp tục là vẩy e nhưng chưa được, bởi vì đối mặt với chúng ta không còn là những con giò yếu đuối nữa, mà là những con lạc đà vừa hôi vừa cao vừa to của game thủ Cam Quýt khê thật. Vâng, cố gắng giữ được bằng nào thì giữ thôi. Tham còn lại là 19 dành game thủ Mạnh Hào. Trong khi đó thì vâng, bên kia thì game thủ 98 với bài kích đời là rất muộn. Có lẽ rằng hiệu quả cũng sẽ không cao, như vậy hai cánh đang bắt đầu yếu rồi. Vâng, hai cánh đang yếu thì áp lực sẽ rất lớn dèo những người ngồi ở trong cánh, đặc biệt là sẻ. Khi mà cung hai váy của Min cần một khoảng thời gian quá lâu để lên được, nó cần tới hai lớp công nghệ. 30/32. Vâng, sẻ vẫn đang cố gắng để tỉ mỉ. Bên này thì game thủ Mạnh Hào tham còn lại là 12 thôi. Như vậy là sẻ rất có thể sẽ bị chơi vào ở thời điểm tới, khi mà vâng đồng minh đang yếu thì chắc chắn rồi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
thì lúc này người ở trong cánh cũng sẽ yếu. Bên này Mạnh Hào đang cố gắng để đi vào nhà của game thủ Nam Sâu Kiêu. Vâng, người cầm pơ ở trong cánh bên phía đội bạn. Sắp xếp nhà bên phía đội bạn là màu 6 của game thủ Cam Quýt và Michael Tý, người cầm phô đầu cánh. Pơ sang ở giữa bạn pơ ekip ở trong cánh. Như vậy Hoàng Mai Nhi là đút tay túi quần vào gái. Tham Lai 13 quay trở lại với màn hình máy của Sẻ Tham 33. Vâng, màn hình máy của hai đầu cánh thì đang là ác mộng. Mong rằng Sẻ có thể mang lại điều phi thường ở trong trận đấu này. Trong khi đó thì cậu Hưởng Tham Lai là 36 cố gắng đẩy quân. Bây giờ cái thứ mà chúng ta sợ nhất là bị ốp. Bởi nếu như bây giờ đối phương kết hợp quân với nhau và ốp với một lượng quân là đông hơn thì việc đỡ nhà sẽ là tương đối khó khăn. Vâng, bên này cùng đờ đẩy nhưng chưa đông dành cho Văn Hưởng. Bốn nhà bè vẫn đang kín cổng cao tường lại. Cố gắng lên cho mình giáp bởi vì bên kia vâng chém còn đông lắm đấy. Seng và Pơ chém còn đông. Cố gắng để lên cho mình cái giáp 2 để có thể chống chịu được trong những tình huống nếu như buộc phải đấu quần với đối phương. Và chúng ta càng nhận nhượng thì đội bạn càng lớn tới. Vâng, cày thật Sẻ lên chặt gỗ 2. Sẻ vẫn chưa hóa cung ai váy à. Bốn mươi ba trên 72 Sẻ hóa cung ai váy thành công. Sẻ thì vẫn đang còn đồn, nhưng đây là thế mà vâng hình như là 2v4. Mạnh Hào bên này, Tham còn lại là 18. Một trận thi đấu đối đầu với một bài cách 8 của game thủ Cam Quýt thì tính là không thở được là đúng rồi. Còn bên này game thủ U98 với việc gần phô ăn tranh, một bài lên đời muộn cố giữ được Tham 22 để đi quản lại những nhà bên kia. Móc máy gây sự khó chịu để câu kéo thời gian cho Sẻ thôi. Tất cả ở hai cánh chỉ đang cố gắng để đi quản bản đồ, câu kéo được càng nhiều thời gian càng tốt, tạo cơ hội cho những người đồng đội ở trong cánh như là cậu Hưởng và game thủ Chim Sẻ Nắng có thể cân map được ở thời điểm sau. Sẻ Tham lại là 52 trên 76. Vâng, bên kia Hoàng Mai Nhi còn ekip từ nãy giờ tôi còn không biết là đang ở vị trí nào. Vâng, trên 12 giờ vẫn như một ẩn số. 53 trên 76 dèo Sẻ. Sẻ đang cân bằng thực gỗ vàng là rất tốt. Còn đây là máy máy của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng đang là vâng 56 trên 84 chưa giáp à. Ôi, Hưởng chưa giáp 2, tuần này lạc đà sổ vào. Có cả cùng đầu của game thủ Hoàng Mai Nhi, có luôn cả màu vâng 6 và có cả màu 7. Có phô, có pơ và có cả ekip đang ngồi ở trong nhà của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng đang vây e ở phía bên trong để cố gắng thủ nhà. Đứng cùng đờ trên dốc nhưng lượng quân của bạn là rất đông. Tiếp tục là những màn vây e, vây e đến từ vị trí của cầu Hưởng. Vâng, đối phương đi ốp và lượng quân người ta mang đi để ỉ đông hiếp yếu là cực nhiều. Vâng, mặt bên này cố gắng để đỡ nhà đã. Toàn thấy vâng đối phương. Ui ôi, tuần này chúng ta vẫn đang cố gắng để thở nhưng khả năng là không thở được. Sẽ buộc phải mang cùng ai váy của mình sang để cứu cho đồng mình. Vâng, cùng ai váy nó có một điểm yếu chí mạng là tốc độ di chuyển quá chậm. Vâng, trước khi Sẻ đến trên bàn toàn vỏ thôi. Như vậy là đã muộn rồi, khả năng cao là bên kia có lẽ game thủ Văn Hưởng sẽ phải bùng ở trong tình huống này. Mặc dù cùng ai váy của Sẻ là cùng ai váy của mình, cùng ai váy của Tuyển, nhưng đội bạn có thể dùng thịt đè người bởi số lượng quân đối phương là khá đông. Vâng, sau cái tấn công vừa rồi có lẽ cũng chỉ là một tấn thăm dò. Đây là màn hình máy của Văn Hưởng, 54 trên 84. Đánh giá tương đối cao Văn Hưởng về khả năng giữ tham trong tình huống bị công vừa rồi. Vâng, đối phương vẫn chưa bỏ qua. Họ vẫn đang cố gắng cản bước chân game thủ Chim Sẻ phía trước để tách quân vào ăn dân của game thủ Văn Hưởng. Tham vẫn đang là 54, còn đây là Sẻ Tham này 87 trên 92. Đang cố gắng chọn một địa chỉ đẹp nhất để đấu quân với cả game thủ Hoàng Mai Nhi, người cầm ekip. 89 trên 100. Căng. Nhìn thế thôi nhưng có thể Sẻ mới là người to nhất map. Quan trọng là bên phía đội bạn bốn nhà còn Tham. Vâng, Sẻ trận này tạo siêu phẩm của nhà Sẻ trận này lên 4 cân bản đồ. Vâng, bên kia thì tôi nghĩ là người ta cũng sẽ nghĩ đến đời 4 dần. Đây là màn hình máy của cầu Hưởng. Vâng, sau cái tấn công vừa rồi, mặc dù đây bây giờ thì chặt gỗ 2 và giáp 2 khiến tôi yên tâm hơn rồi. Vâng, Tham còn lại là 70 nhưng về thủ Tham không sâu. Vâng, cố gắng cơ cấu lại thật nhanh. Đẩy quân dần đi. Bên kia các cánh đảo qua hai cánh nào. Vâng, Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào thì Tham vẫn đang chỉ là con số 18 thôi. U98 Tham lại đang là 32 nhưng U98 vẫn đang hồi là khá ổn. Vâng, tiếp tục là những điều móc máy khá hay đấy chứ. Vâng, mặc dù không có lợi thế ở thềm đầu với việc lên đời 12 cuối một mấy kích, nhưng ít ra là sự khó chịu game thủ 98 với những nhà của bên phía đội bạn, đặc biệt là nhà của game thủ Michael Tý, người cầm phô đánh cùng, cũng đang là một sự khó chịu. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của Sẻ, Tham đã là 3 con số ở thời điểm thứ 25 rồi. Vâng, Sẻ sẽ cần phải
cần cả thế giới ở trong trận thi đấu này. Bên kia thì tôi nghĩ là màu bên mình thì sẽ là người to nhất. Bên phía đội bạn chắc chắn rồi, 12 giờ của game thủ Hoàng Mai Nhi, người cầm Egypt là to nhất. Hoàng Mai Nhi ở thời điểm này tôi đoán rằng tham của anh ta phải vâng không, thực ra chỉ cần với sẻ nha các bác, bởi vì cái cung ai váy nó nở nhanh hơn. 115-148. Vâng, sẻ sẽ cố gắng để đẩy quân ra phía ngoài và quản bản đồ, nhưng có lẽ rằng bây giờ màu 5 của đội bạn khả năng đời 4 rồi. Khả năng là đã đời 4 dành cho Hoàng Mai Nhi. Đời 4 dành cho Hoàng Mai Nhi rồi, và anh ta đang cố gắng để chuẩn bị hóa đạp đồn. Như vậy bây giờ đối đầu với chúng ta không còn là những công nghệ của đời 3 nữa, mà là những công nghệ của đời 4 bình tĩnh thôi. Vâng, sẻ đang chưa đẩy được quân đâu. Thời điểm này vâng, Văn Hưởng nên lùi lại phía sau, đợi sẻ có công nghệ đã. Đợi sẻ có chặt gỗ 3 bắn chặn và lửa đã. Vâng, có cả giáp 6 để khắc lại được những con đạp đồi rất tuyển của Egypt. 125-148, sẻ thì vẫn đang có một trận thi đấu rất mẫu mực. Nhưng nên nhớ rằng đối đầu với chúng ta là Hoàng Mai Nhi, là Cam Quýt, là Nam Sâu Kiều, là Michael Mỹ. Họ đều là những tên tuổi nổi tiếng trong việc đánh ở thể loại 4-4 random. Đặc biệt là lão tướng Hoàng Mai Nhi. Vâng, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở trên chiến trường. Vâng, bước sang một cái độ tuổi người ta gọi là 3X rồi, thì vâng, những game thủ như Hoàng Mai Nhi kinh nghiệm không phải là điều họ thiếu. Nhưng sẻ thì lại là người ngoài hành tinh. Và bây giờ tôi đang chờ sẻ làm lên vâng một trận thi đấu tưởng như không thể dành cho bên phía của Sparta. Vâng, tham lai đang là con số 135-152 dành game thủ chim sẻ nắng, nhưng đây là đạp đôi của Egypt, sẻ có giáp 6. Vâng, sẻ vẫn đang cố gắng để đỡ nhà. Đây là bắn chặn, đây là chặn gỗ 3 dành game thủ chim sẻ. Vâng, trong khi đó thì lúc này tôi nghĩ là Hưởng nên đẩy quân sang để kết hợp với game thủ chim sẻ. Sẻ rất nhanh tay tách một tên cùng ai váy để ý đồ đột nhập vào nhà của game thủ Michael Tý. Vâng, như vậy là đội bạn thậm chí là còn phô của Michael Tý cũng khỏe, chứ không riêng gì là một con Egypt. Vâng, sẻ đang sổ vào cố gắng để vâng lấy tham được người cầm phô, đưa thế trận về 1-1 thôi. 125-152, những nhà còn lại cần phải cố gắng hồi. Vâng, cùng ai váy của Min nó là một trong những đơn vị quân cực kỳ đáng sợ, khi mà cái tầm xa, cái bắn chặn và cái lửa là những thứ nó sẽ giúp cho cái khả năng kề nhà của Min Hoan là rất bá. Vâng, những con đạp đôi của đối phương chưa thể động được vào người của game thủ chim sẻ. Sẻ vẫn đang cố gắng cùng nhà BA ra phía ngoài phô trương sức mạnh quân sự của mình, bù lại lượng quân đã mất để sẵn sàng tiêu hao với địch thủ. Vâng, dùng hao để nuôi hao rồi, chơi theo kiểu người ta gọi là khô máu. Bên phía bên kia vâng, sẻ sẽ là người lên bốn tiếp theo bên phía đội bạn. Cái sức phát triển con sẻ nó vâng rất là kinh khủng. Như vậy đội bạn là hai đạp tuyển, nhưng có lẽ rằng sẻ lên bốn chắc đánh ngon thần chứ nhỉ. Đây là cũng đánh đạp nốt. Vâng, bên này thì Hoàng Mai Nhi đang đạp vào mặt BA của game thủ chim sẻ. Vâng, tham là khó dẻo chúng ta rồi, bởi vì bên phía bên mình chỉ có một mình game thủ chim sẻ. Đó là một trong những bài toán khá nan giải chúng ta đã không thể gượng được ở trong trận thi đấu này. Như vậy tỷ số là 0-2, chung kết sớm dành cho bên mình ngay sau hai trận thi đấu. Quân đội bạn có nhiều chém quá nên bên mình không gượng được thời điểm đầu. Vậy chúng ta sẽ đến với 30 giây dành cho quảng cáo. Hiện tại Carofi đang có chương trình giảm giá 40% cho máy lọc không khí Carofi E14, chỉ còn lại 1.764.000, quá rẻ cho một sản phẩm chất lượng. Quý vị mua máy lọc không khí Carofi thì đặt hàng qua số điện thoại 0247308 6563, hoặc truy cập vào link ở phần ghi comment nha. Carofi thương hiệu uy tín tại Việt Nam nên quý vị hoàn toàn yên tâm về giá thành và chất lượng. Quạt điều hòa không khí Rapido siêu mạnh, siêu mát, siêu êm, siêu tiết kiệm điện, tiết kiệm đến 50% so với quạt điều hòa thông thường và tiêu tốn điện năng chỉ bằng 1/20 lần so với điều hòa. Cần thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào rapido.vn hoặc gọi về số điện thoại 1800 6931. Còn bây giờ thì đến với trận thi đấu thứ 3. Bên phía bên kia thì với việc mà họ đang là người giành chiến thắng hai trận, tinh thần của bên mình có vẻ như đang yếu hơn một chút xíu. Mong rằng quân ở trong trận đấu này nóng đỏ đỏ một tí cho nó dễ chơi. Vâng, bây giờ thì đúng rồi. Nếu như quý vị cảm thấy mà đen thì cứ chửi bình luận viên nha quý vị. Đen là cứ chửi vi hồ cho khả năng là bớt đen đấy. Nào, như vậy đội bạn đã vào. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy quay quân ở trong trận đấu này. Xin mời trọng tài.
Vâng, xin mời trọng tài. Vâng, như vậy là đã quay xong quân. Xin mời trọng tài quay bảng quân. Bảng quân là bảng quân số 4. Bảng quân số 4 team 1. Bảng 4 team 1 bên mình chúng ta sẽ có Rome, Per, Min, AC. Bên phía đội bạn sẽ có Phô. Lại Phô tiếp. Vâng, Pơ. Seng. Gì thế? Tôi có nhìn nhầm bảng quân không? Ước gì tôi đang nhìn nhầm với AC ạ. À? Vâng, quân bên phía đội bạn cũng đẹp. Vâng, quân bên phía đội bạn là Phô, Pơ, Seng, AC. Chém tuyển, cùng tuyển. Bên mình Romper, Min, AC. Đội bạn nhỉnh hơn chúng ta. Trận vừa rồi là một trận mà quân chúng ta cũng được cho là xấu hơn. Chúng ta được cầm những cái đế chế nó không thực sự mạnh ở trong cái luật Việt Nam. Đánh vâng map không biển không thành tròi đời 3. Nên là nó không thực sự đẹp. Và quân ở trong trận đấu này cũng là như vậy. Đây là mảnh máy của người cầm Pearl. Chúng ta sẽ đảo qua những nhà còn lại. Đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ. Người sẽ cầm Roman ở trong cánh. Vâng, còn đây là mảnh máy của game thủ 98. Người sẽ cầm Min ở trong cánh. Còn đây là mảnh máy của game thủ Mạnh Hào, người cầm AC ở đầu cánh. Như vậy là cùng đang bị giật ra phía ngoài. Thực ra thì đánh thì vẫn đánh được. Vâng, cùng xem màn đánh máy của game thủ chim sẻ trước khi vâng tôi đến với 30 giây dành cho quảng cáo. Máy lọc không khí C123 của Carofi là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình có xe ô tô. Với tính năng lọc sạch không khí, đánh bay mùi khó chịu trong xe, giúp giảm thiểu mức độ say xe đến tối đa. X-Watt for cả, làm sạch các vết bẩn, vết thức ăn đổ ra xe một cách nhanh chóng chỉ với một lần lau. Bên cạnh đó, X-Watt cũng xử lý các mùi hôi khó chịu như mùi say xe, mùi điều hòa, mùi đồ ăn, mùi cơ thể để mang lại bầu không khí trong lành trong xe của bạn. Chỉ cần 50k tiền điện một tháng, bạn đã có thể có được những đặc tính của điều hòa. Khi mà sử dụng 1 triệu tiền điện một tháng, còn chờ gì nữa mà cùng dùng quạt điều hòa Rapido. Với kích thước nhỏ gọn thuận tiện cho việc di chuyển, máy lọc không khí đa năng Carofi C123 thích hợp cho việc để trong ô tô, bạn làm việc, bạn học, cho gia đình, rất tuyệt vời. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu chung kết sớm ở trong xe đầu tiên. Vâng, chia sẻ sẽ là người được cầm Roman, hoàng tử Roman. Roman ở trong cánh. Thế thì cũng được. Vâng, đồ ăn thì là chưa đủ, có thêm đôi vòi như vậy sẽ sẽ quyết định cầu đôi vào này luôn. Và nghe đầu thiết kế gỗ sẽ dồn lên siêu mắc bình. Vâng, đây là mảnh máy của người cầm Pearl. Liệu rằng Văn Hưởng ở trong trận đấu này Pearl có đột biến không? Như vậy là Pearl có đôi vòi về là được rồi đấy. Có quả phụ, có một bầy hiêu, như vậy Pearl được rồi. Vâng, đôi voi về một hiêu một quả là ổn dành cho game thủ vâng Văn Hưởng. Còn đây là màn hình máy của U98, người sẽ cầm Min. Vâng, Min của game thủ U98 cũng không đi dò, như vậy là cũng đã đủ đồ dành cho Min Oan. Vâng, đã bắt đầu cố gắng câu con voi thứ hai về đến nhà chính của mình. Rồi, Min đồ, các thứ đều ổn ổn. Còn đây là AC Oan, như vậy là Mạnh Hào hai trận IA, một trận cầm AC và đều ở ngoài cảnh. Đây là quả phụ dành cho người cầm AC Oan. Chấp bên phía đội bạn một sen, không phải chấp đâu quý vị ạ. À? Do tôi đen đấy. Ngày hôm nay đen là tôi sẽ nhận hết về mình. 22/28, quay trở lại với hoàng tử Roman đi nhỉ. Có lẽ là xem xẻ em đời với Roman. Với những game thủ mà có khả năng đến cùng là tốt như chim sẻ thì cách mà người ta cơ cấu rồi là lên đời rồi là ép gỗ rất là hay. Vâng, cầu thêm một con voi thứ hai, sẻ vẫn đang đi dò. 24/28 dành cho sẻ. Rồi trận đấu này AC ở đầu cánh, sẻ 25 dân kích cuối bảy. Bài của sẻ chưa quả phụ. Như vậy là bài này đồ lùa khá nhiều, nhưng mà đồ ăn ở thời điểm sau thì lại xa nhà và không phải là những đồ ăn theo cái tính chất nó an toàn như là quả, mà chỉ là những con hiêu, những con vâng một bầy hiêu thôi. Bầy hiêu 6 đóng S. Vâng, thời điểm tới chặt gỗ luôn. Map này là map có xe giỏ. Đây là một trận thi đấu quân bên mình được cho là xấu hơn.
lại là một thử thách nữa. Như vậy là sẽ quyết định đi dâng dành cho game thủ Mạnh Hào, để Mạnh Hào có thể đánh cùng ở trong trận đấu này. Bên phía bên kia có con xe tại game thủ Nam Sâu Kiêu, điểm số lại nhảy vọt, khả năng cao bài xem kia lại đột biến. Bài game thủ chim sẻ nắng thì mọi thứ đều ổn, thời điểm đầu đến thời điểm sau nó hơi thiếu đồ. Vâng, bây giờ thì đóng nhà điều kiện, sẻ vẫn đang gắng để khắc phục bài xấu được ở trong tình huống này. Đi dâng dành cho Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào đánh 26 dần, thời điểm phút thứ 10 ôm được 700 đô. Vâng, sẻ và game thủ Mạnh Hào sẽ cố gắng kết hợp để làm tốt được ở cánh bên này. Như vậy cánh bên này sẽ giao nhiệm vụ cho cậu Hưởng. Vâng, người sẽ cầm Pơ. Như vậy là Pơ đã có giò ở thời điểm 10-30, tốt. Vâng, cùng xem cậu Hưởng đi xem nào. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem màu 2 của game thủ Văn Đường ở trong trận đấu này sẽ cùng cánh với ai và chém ra làm sao. Cố lên. Vâng, chuẩn bị có công rồi. Bây giờ là có giáp dèo game thủ Văn Đường, đã kích giáp thành công. 23/24, những bước di chuyển đầu tiên của con giò. Tạm thời chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ một đơn vị quân nào của bên phía đối phương cả. Như vậy là game thủ Hoàng Mai Nhi, người sẽ cầm phô đầu cánh đánh cung ở trong trận đấu này. Vâng, đầu cánh đánh cung dành cho Hoàng Mai Nhi, màu 5, người cầm Phoenician. Hình như là hai trận rồi Hoàng Mai Nhi được cầm phô đúng không nhỉ? Không, trận vừa rồi cầm Egypt. 23/24. Vâng, đã nhìn thấy dần của bên phía đội bạn có dám lao vào chơi không, vì đây là giò công giáp đầy đủ. Game thủ Cam Quýt, người cầm Pơ, đang là người chém cho Hoàng Mai Nhi ở trong trận thi đấu này. Con giò đội bạn cũng đang di chuyển rồi. Game thủ Văn Hưởng nên chú ý những bãi vàng, những tơn ăn hoàng của mình, tránh tình trạng bị đối phương đi vào. Ồ, con giò này đang đứng lại và đấu tê. Vâng, còn lại một ít máu dành cho game thủ Văn Hưởng với con giò, mất tay về nhà để cơ cấu lại khi đội bạn thấy đội bạn đi giò. Như vậy là tạm thời game thủ Văn Hưởng chưa có quá nhiều sát thương. Vẫn đang gắng để tỉ mỉ cân bằng giữa việc lấy tham và việc đỡ tham. Michael Tý là người cầm AC Run ở trong cánh. Ồ, như vậy là vâng, Pho. Xin lỗi các bạn, AC và Pho ở cùng một cánh. Cánh còn lại là Perseng. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng, người sẽ đi dâng L trong trận thi đấu này. Tham lại đang là 27/36 dành cho sẻ. Vâng, phát hiện ra được Nam Sokyu, người cầm sen ở đầu cánh bên kia. Như vậy là Pơ trong cánh, khả năng cao là đi dâng dành cho hai cánh kia đánh cùng. Và chiến thuật với bạn là sen đầu cánh đánh vâng chém. Pơ trong cánh đi dâng cho hai cánh bên kia đánh cùng. Cái mặt phía bên trên của bản đồ nơi có sự xuất hiện của cậu Hưởng. Đây là một tình huống sẻ phát hiện gian hoang của game thủ Cam Quýt, và đang ăn được cực kỳ nhiều dần. Có vẻ như là anh chàng Cam Quýt này của chúng ta đang bật tay ở một vị trí nào đó và không để mắt đến tơn đàn hoàng của mình. Vâng, sẽ nhân cơ hội đó đóng vai trò là Doãn Chí Bình và lao vào liếm hết dần của bên phía đội bạn. 28/48, giờ game thủ chim sẻ vẫn đang ăn hoàng để đảm bảo hai lời đều. Vâng, còn đây là màn đánh máy của Mạnh Hào, tham 22 thôi, như vậy bị con sen chém vào à. Vâng, như vậy là AC cùng cánh với sen và đang bị chơi. Sẻ tạm thời đang phải cố gắng để làm yếu được con Pearl của bên phía đội bạn, nên sẽ chưa thể di chuyển vào nhà của Nam Sâu Kiêu được thời điểm này. Tham này là 30, giờ game thủ chim sẻ chém một tuần vừa rồi, chắc chắn game thủ Cam Quýt sẽ yếu đi rất nhiều rồi. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của người cầm Pơ bên phía bên mình, tham 26/56. Vâng, có chém được Hoàng Mai Nhi tí gì chưa? Như vậy một P để thủ trước bài dâng của game thủ Cam Quýt, và đang cố gắng để lấy tham của game thủ Hoàng Mai Nhi, nhưng đội bạn đã có được cùng R nên Văn Hưởng tạm thời chưa thể có được tham. Anh ta đang cố gắng để gom lạc đà an hoàng. Vâng, còn đây là Mạnh Hào, tham lai là 21. Như vậy cung đầu cánh mẹ đang yếu rồi. Vấn đề là bên mình đang không có U98 chắc thôi. Có U98 là đang chắc ở thời điểm này. AC Run thì bung rồi. Vâng, sẽ đi dâng chém được Pơ nhẹ một tơn. Cánh bên kia thì game thủ Văn Đường cũng chưa có quá nhiều sát thương. Như vậy là thế trận ở thời điểm này cảm giác như là em hơi khó thở. 32/40, dẻo sẻ. Còn đây là màn hình máy của U98, người đang còn nhà bên phía bên mình. Bài cung à, vâng, ở trong cánh đánh. Xin lỗi bạn, bài Min Hoan đánh cung ai váy ở trong cánh. 46/84. Vâng, tiếp tục ra ruộng. Còn đây là sẻ, tham 29. Vâng, sẻ đang muốn đi chơi vào nhà người cầm sen có được không sẻ ơi? Bài sen bên phía đội bạn là một bài vâng có ruộng. Vâng, 1L1A, ruộng còn hở kia, tốt. Tuần này dường như là con sen của Nam Sâu Kiêu đã không để ý. Anh ta lại ngủ quên trên chiến thắng giải game thủ Nam Sâu Kiêu rồi. Sẻ lại xô vào để ăn gà, cố gắng để ăn được càng nhiều dân của game thủ Nam Sơn Kiêu càng tốt. Chém yếu được Pơ và chém yếu được xem là giờ còn có cửa để thu 98 cân map. Vâng, nếu không thì sẽ là cực khó. 30/40 giờ game thủ chim sẻ. Lúc này thì game thủ Mạnh Hào cũng đã đẩy những đơn vị quân đầu tiên của mình kết hợp với game thủ chim sẻ nắng. Con sen sau tơn này có lẽ sẽ là yếu đi. Vâng, ít ra là sẻ đã chém được hai nhà rồi, chém được game thủ Cam Quýt một tơn, chém được Nam Sâu Kiêu một tơn. Vâng, cánh bên này U98 tham lai là 61, vẫn đang đứng ở nhà và gãi.
Cánh bên này thì game thủ Văn Hưởng tham lai chỉ còn lại con số 12, cũng đang cố gắng để lưỡng bại cầu thường, mạng đổi mạng với người cầm phô lọt gỗ kia, chém đi. Vâng, chém nhiệt tình nào. 9/44. Đây là sẻ tham lai là 33/40. Vâng, như vậy là phía bên kia thì có vẻ như là con xe cũng đã bắt đầu yếu sau tuần vừa rồi, nhưng trước khi yếu người ta còn giữ được tham, cũng không phải là yếu lắm. Vâng, thế trận ở thời điểm này có lẽ là vẫn còn đánh được. Vâng, sẽ lên chặt gỗ 2 luôn. Vâng, để cho đảm bảo hồi ở thời điểm tới. 34/40, sẽ vượt mất một tuần quân với cả game thủ Nam Sâu Kiều. Còn sẽ và U98. U98 còn khỏe nguyên đấy. Bên mình thì game thủ Mạnh Hà và Văn Hưởng yếu. Bây giờ là sẻ vào U98 này. Đây là Cam Quýt và người cầm Pơ Michael Tý, người cầm AC Ran bên phía đội bạn cũng đang còn khỏe. Còn Pơ Xeng thì yếu thôi, nhưng mà yếu thôi, nhưng mà không yếu, nhưng mà khỏe hơn hai tay chém bên mình. Còn bên này thì sẻ tham 36. Còn sẻ sẽ về để hồi. Bây giờ sẻ buộc phải hồi thôi, cố gắng để vâng cho U98 kê nhà thời điểm này. Đây sẽ chính là bức thành trì cuối cùng của chúng ta. Đây là hy vọng, là niềm tin chiến thắng mang tên U98. Vâng, những con cùng hài váy của mình kê nhà thì nó thuộc dạng bá rồi. Những nhà còn lại sẽ cố gắng đi quả bản đồ, sẽ cũng vừa hồi vừa quản. Vâng, để không bị động ở trong trận đấu. Tạm thời thì cái bản đồ này đang không phải là của chúng ta. 98 thời điểm này cần phải cố gắng lên đời 4 càng sớm càng tốt, để có được những cái công nghệ quan trọng như là lửa, như là bắn chặn, như là tầm xa với cái chặn của bà, để có thể kê được nhà cho những người đồng đội của mình. Tôi nghĩ rằng giờ này nên kéo hết về nhà U98 mà hồi, rồi mang những đơn vị quân đi quản lại con xe và con Pơ. Bên phía bên kia có lẽ AC là người khỏe nhất về phía đội bạn, nhưng không thể khỏe là con Minh Văn về U98 được. Vâng, Hoàng Mai Nhi của người cầm phô thì không có gì nhiều, con xe và con xe và con Pơ thì yếu thôi. Thực ra thế trận này vẫn thoải mái để chúng ta có thể thi đấu. Bản đồ này đa phần là của bên phía đội bạn, nhưng chúng ta sẽ dần dần để lấn chiếm nó như cái cách, như cái kiểu tạm ăn dâu. 100/120, 32 giáp 2 và là chặt gỗ 2 dành cho game thủ U98. Bên kia chém của Seng và Pơ còn đông, thì nếu như có lực U98 lên cái chém vâng giáp 4 cũng được. 101/132, quay trở lại với đảo qua game thủ Văn Hưởng tham 8. Vâng, còn đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào tham 6. Vâng, U98 tham 106, chim sẻ hồi rất nhanh về tham lai 46. Vâng, với việc mà sẽ chủ động hồi với chặt gỗ 2 thì lượng gỗ dồn lên nhiều, tha hồ mà xây nhà và vẽ ruộng, khi mà đây là một đơn vị quân có giá thành nhà cửa rẻ. Bên phía đội bạn game thủ Michael Tý sẽ là người lên 4, người cầm AC Run bạn lên 4 á. Bên kia AC lên 4 thì thực ra Min không sợ. Vâng, con Seng thì cũng đang về trên 12 giờ hồi, như vậy thế trận lại bắt đầu căng rồi. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ U98 tham lại 117/132. Vâng, đã bắt đầu đi cùng hai váy sang phía của nhà game thủ chim sẻ mà kê đi. Vâng, sẻ hồi ở phía bên này sẽ rất có thể bị đối phương đột nhập vào và móc máy. Đội bạn những cái đơn vị yếu như là Seng Pơ ở thời điểm này sẽ vừa hồi, nó giống như chúng ta, và chia quân ra nhìn làm nhiều đợt nhỏ khác nhau để dễ bề hành động. Như vậy là game thủ U98 lên 4 thành công ở thời điểm phút 26. Vâng, thần đồng U, người em U98 đang cầm một bài chủ lực là rất mẫu mực rồi. 125/148. Con AC lên 4 thì có cái gì? Có ca và có những con hot. Hot của AC Loan thực ra không phải là thứ chúng ta sợ. Vâng, U98 lên 4 thành công. Bên kia thì AC Loan của game thủ vâng Mai Cổ Tý cũng đã lên 4 thành công. 131/52. Vâng, bây giờ U98 sẽ làm gì? Đứng ở nhà kê toàn bộ đợi game thủ chim sẻ lên 4 hay chủ động lấn sang 12 giờ xâm chiếm đất của vâng Hoàng Mai Nhi để đảm bảo rằng một đồng minh của bên phía team Hà Nam sẽ bị yếu. 133/56 dành cho game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tình huống rất tỉ mỉ khi bo nhà bằng nhiều lớp bè và khác nhau, đảm bảo rằng không thể bị lọt nhà ở thời điểm quan trọng, khi những con cùng hai váy là một đơn vị quân mặc dù kê nhà tốt nhưng nó cũng có một cái bất lợi là tốc độ di chuyển chậm, nên có đôi khi không quá cơ động giống như những con hot của bên phía đội bạn. Vâng, nên di chuyển và đẩy vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đội bạn có phô sèn đều là những đơn vị có khả năng hồi siêu mắc bình. Vâng, Pơ bên phía đội bạn 40 dân là đối thủ Cam Quýt, như là lên đánh vòi à. 120/68. Vâng, tham vẫn đang là yêu ơn dành cho bên phía của team Hà Nam. Đây là màn hình máy của vâng game thủ chim sẻ tham 54 thôi. Vâng, sẻ đang bị quản,
Sẻ chú ý kìa, quên U98 chú ý kìa. Sẻ đang bị chơi từ cái mặt hướng của màu 4 xuống. Khi tụi mình hào xuống, U98 cần phải đưa cùng hai máy sang để chủ động thủ nhà cho đồng đội của mình. Vâng, 98 đang cố gắng để đỡ nhà. Hot và cùng R. Ui ôi, đây là thế 3 vết 2 à? Vâng, thế này đội bạn, ba nhà khỏe, pơ khỏe, vô khỏe, AC khỏe và Sen cũng sẽ hồi. 98 với mặt bên này này. Đi hẳn ra, vâng, phía đằng bên kia của game thủ chim sẻ nắng, bên phía tay phải ấy. Vâng, tuy nhiên U98 cũng đang bị công ở hai mặt, phải chia nhỏ lực lượng của mình ra. Nên nếu như bây giờ rút mặt bên này thì lại vâng bất lợi mặt bên kia. Tham lại 140 cho nhóm 84. Nhưng có lẽ rằng tham của người cầm AC1 ở thời điểm này cũng là lít rưỡi rồi. Có lẽ là lít rưỡi dành cho vâng game thủ Michael tí. Đối phương không có chất lượng của những con hot AC1 nhưng đổi lại đội bạn có số lượng. Vâng, đây là sẻ tham lai 5 năm. U98 nên vứt hẳn một tơn ở mặt bên này tránh tình trạng bị móc. Từ nãy giờ sẻ hồi được bao nhiêu bị móc nhẹ một tơn cái. Vâng, lại rất mất tay và mất lực. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ U98, thế trận thì vẫn đang khó nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng như những chiến binh, cố gắng để tìm ra một cơ hội để có thể lội được ngược dòng ở trong trận đấu này, để khiến cho đội bạn lật thuyền trong mương. Tham lai 170. Chất lượng của những con cùng hài váy của mình đúng là rất khỏe nhá. 2004 vàng kìa. Sẽ cần gì bơm cho. Vâng, 168, 188. Bên này hồi được chưa? Chưa hồi được. Mạnh Hào hồi tham 27. U98 tham gần 2 lít. Tham gần 2 lít dành cho U98 vẫn đang đứng quần thủ toàn bộ cho nhà của mình. Nhưng bên mình ở thời điểm này chỉ có mỗi sẻ hồi được. Thì vấn đề là chỉ có một mình sẻ hồi được, bên kia họ đang thi nhau hồi. Vâng, và đội bạn đang bắt đầu quản vàng ở trên bản đồ. 170 cho 58. Bên kia pơ 40 dần là quý vị đủ hiểu rồi. Phô thì cũng khỏe. Sen thì hồi sẽ tốc độ bàn thờ. Vâng, sẻ thì đang bị quản rất rát. Những con hot của Michael tí nó giống như Lý Thông vậy, chỉ đợi chờ sẻ sơ sẩy thôi là anh ta sẽ sổ vào. Và ăn được càng bao nhiêu, vâng, càng nhiều dân thì càng tốt. U98 trận này có gỗ để làm được tí vâng song pháo không? Vẫn đang tạm thời phải sóc quân để có thể thủ nhà. Vâng, mặt bên này hot đang bị ốp vào. Đội bạn đang đôi cổng. Vấn đề là đối phương ốp cả mặt BA, ốp cả mặt không có quân ở bên này. Cái lượng hot của Michael tí nó đông. Hot của AC1 nó không có lửa nhưng nó cũng có bắn chặn. Vâng, nó cũng rất khỏe. Và nó cơ động. Nó có thể linh động cả trong việc thủ và việc công. Còn cung ai váy thì tầm xa thì xa, nhưng nó hơi tù trong việc kề nhà. Bên đội bạn sẽ vâng dắt nhau lên 4. Trong khi đó thì bên mình game thủ vâng chim sẻ nắng tham lai đang là con số 70/108. Có vàng bơm nốt vàng sang bên này cũng được. Vâng, sẻ sẽ cố gắng để lên 4 đánh đập đôi. Trận đấu này thì chúng ta dựa cả vào sẻ và U98. Vâng, như vậy là sẻ vâng kích đạp đôi rồi. Chặn gỗ 3. Đây là công giải viên thủ chim sẻ, đây là giáp. Như vậy là chuẩn bị cũng full công nghệ dành những con đạp đôi giải viên thủ chim sẻ. Càng thế. 75/108. Vâng, đây là màn hình máy của U98. Tham lai là 2 lít, vẫn đang kề nhà. Như một vị thần, phải công nhận là U98 kề nhà rất khéo. Ồ hay, tự dưng lại đẩy được vào nhà của game thủ Hàm Anh Nhi một tơ như phí nhà cửa của mình. Ở nhà chú ý đội bạn đang mang hot về thủ nhà, có cả đạp đôi. Ui ui. Như vậy là game thủ Hoàng Mai Nhi người cầm phô cũng đã lên 4 và có đạp đôi rồi. Tơ này lọt nhà U98 ăn được tí dân nào không, cố gắng thôi. Tơ này xác định là ăn được bao nhiêu dân đội bạn thì hay bấy nhiêu thôi. Khi mà tôi nhìn thấy cái lượng quân đi kê hộ của Michael tí là cực kỳ đông. Tham lai là 140, tụt về sau khi mà để mất tần quân vừa rồi. Có đạp đôi rồi thì bên này U98 chú ý lên thêm giáp đi. Vâng, quay trở lại màn hình máy của game thủ chim sẻ, tham lai đang là 95. Như vậy là sẻ cũng đã hồi trở lại tham 1 lít. Bây giờ thì có lẽ rằng quay trở lại với sẻ để xem rằng sẻ ở trong trận đấu này cùng với U98 liệu rằng có làm nên một trận đấu hay là hay không. Bơ đang bơm cho Sen. Sen bên kia lên 4 rồi đấy. Bên kia Sen phô đầu tiên là vâng AC lên 4 kê cho Sen phô lên 4. Và cần thiết người ta đẩy cả Pơ lên 4 bởi vì Pơ khỏe ngay từ đầu. Vâng, Sen cũng sẽ lên 4 với đội bạn là 3 nhà, 4 nhà đời 4. Thậm chí là 4 nhà đời 4. Pơ người ta lên có thể coi điên được. Vâng, bên này thì game thủ chim sẻ nắng và game thủ 98 là đời 4. Đây là những con đạp đôi của game thủ chim sẻ. Vâng, chúng ta cùng xem sẻ sẽ đi đạp đôi như thế nào. Như vậy là quyết định. Vâng, quản vàng ở trên bản đồ và đảm bảo rằng game thủ Nam Sơ Kiêu người cầm Sen không thể hồi được ở thời điểm tới.
Tham Lai là 117/148 dành cho game thủ chiến sĩ năng. Còn đây là màn hình máy của game thủ U98, Tham Lai 180. Và U98 thì vẫn đang cố gắng để có thể vâng đỡ được nhà. Bên kia Hoàng Mai Nhi đã bắt đầu đẩy đạp đôi từ mặt nhà của game thủ Cậu Hưởng xuống rồi. Game thủ Văn Hưởng, Tham chưa hồi được. Mạnh Hào vâng hồi lại được Tham Lai 60, quay trở lại với sẻ U98 nhiều hơn. Sẻ đang vâng mang đạp đôi của mình để đi quản lại Nam Su Kiu và quản cả những tình huống đảo vàng của màu 8 game thủ Mai Cổ Tí. Và chúng ta đang cố gắng để lấn dần cái bản đồ này. Sẻ sẽ từ từ quản vàng, đợi chờ những người đồng đội của mình hồi và đợi chờ lượng đạp đôi đồng. Khi mà được cầm Roman thì cái sức phát triển game thủ chim sẻ nắng việc cân bằng thực gỗ là cực kỳ tốt. Bây giờ sẽ cố gắng để sóc càng nhiều nhà BL càng tốt để bù lại được cái số lượng. Quay trở lại với màn hình máy của U98 với Tham Lai đang là con số 200. Như vậy là giáp 6 rồi. Bên đội bạn vẫn đang đạp, tuy nhiên thì đây chỉ là đạp của phô. U98 là những con cung hai váy của mình đứng lại đạp chết rất nhiều dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. AC Ban đời 4 không gì cả. Vâng. Bên kia sen của game thủ Nam Sơ Q lên 4 chưa? Tham Lai 202, vâng 200/200 thì U98, U98 chơi trận này quản bản đồ tốt này. Vâng, quay trở lại mạnh máy của sẻ, Mạnh Hào sẽ cố gắng để hồi Tham 60 rồi. Bên này sẻ cũng Tham chuẩn bị limit từ con số 200, cố lên nào. Cố lên để chiếm lại trận đấu này nào. Vâng, quân đội bạn đẹp hơn lên đời 4 sớm hơn. Vâng, bên kia Mạnh Hào cũng đang hồi lại, như vậy là chúng ta đang bắt đầu nở dần ra phía ngoài. Có vẻ như chúng ta đã ỉm hơi hơi lâu và lúc này thì khi mà đã tích trữ lực lượng, chúng ta đang chuẩn bị khởi nghĩa. Vâng, sẽ đang cố gắng để đi lên trên 12 giờ. Đi thẳng vào nhà của game thủ Mạnh Hào với một lượng đạp đôi hưng khí thế là rất đông. Bên kia Pearl lên 4 đánh vâng vòi điền luôn. 176/188. Như vậy là Pearl bạn cũng đã lên 4. Tham Lai 176/188 giờ game thủ chim sẻ. Và bên kia có vòi, có đạp và có hot. Thời điểm này tôi không sợ con AC lắm. Bây giờ tôi sợ nhất là cái con Pearl này này. Cái con Pearl của game thủ Cam Quýt mà đánh được vòi điên thì chúng ta sẽ hơi vất vả đấy. Vâng, U98 bên này có làm tí ca củng gì không? Tham Lai vẫn đang là con số 2 lead của ngài váy, vẫn đang đứng kề nhà cho người đồng đội của mình để hồi. Tôi nghĩ rằng game thủ Cậu Hưởng thời điểm này cũng cố gắng để hồi đi. Bên kia là game thủ Mạnh Hào cũng sẽ cố gắng để lên 4 ở thời điểm tới. Tham Lai vẫn giữ được con số 200 giải game thủ U98. Mặt bên này dường như là lúc tâm thành không thể cản phá dù U98 luôn. Bao nhiêu quân đạp vào của Hoàng Mai Nhi đều ngã xuống. Tất cả đều ngã xuống. 180/200 dành cho U98. Trận đấu đang rất căng thẳng. Và mặc dù quân là xấu hơn, chúng ta bất lợi hơn ở việc lên đời 4, nhưng cách chúng ta chơi là khá ổn. Như vậy là Nam Sâu Kiêu cũng đang hành quân với rất nhiều đạp đôi vào nhà U98 từ mặt BA trên 12 giờ xuống. Vâng, cố gắng để có thể kê được hai cái con đường huyết mạch này để đảm bảo đối phương không thể lọt được vào nhà của chúng ta. Yên tâm cho sẻ mang những con đạp đôi đi công nhà. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ. Tham Lai chuẩn bị vâng vươn tới ngưỡng cửa 200. Vẫn đang cố gắng để đạp vào nhà của màu 7 game thủ Nam Sâu Kiêu. 170/184 dành cho sẻ. Đội bạn vẫn chưa thể ôm được. Vâng, từ nãy đến giờ vâng bên kia thi nhau 4 nhà lên 4, nhưng chưa thể làm gì được hai nhà đời 4 của chúng ta. Phải công nhận là sức mạnh của con Minh Hoan ở đời 4 nó thực sự là bá đạo. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào Tham Lai đang là 70. Vâng, đang cố gắng để hồi. Văn Hưởng bên này thì đang hồi. Vâng, Văn Hưởng bên này bằng một cách nào đó được bơm đồ lên 4. Tham 19 được bơm toàn bộ đồ để lên 4, chỉ sóc voi dèm Cậu Hưởng. Sướng nhá. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ U98. Tham Lai tụt xuống lại 170. Bên kia vẫn đang hy sinh đạp đôi để đổi lấy cung hai váy của game thủ U98. Trong đó thì bên này sẽ Tham Lai đang là 178/200, cũng đang đạp nhau với cả game thủ Nam Sâu Kiều. Trận này tôi cảm giác cả hai bên đều hay rồi. Vâng, Spark Tam đã có một trận đấu phải gọi là rất hay. Khi mà chúng ta đã vượt qua được cái việc mà một mình U98 gương ở thời điểm đầu đối đầu với hai đời 4 ở thời điểm đầu. Sẽ là người hồi với một cái con số 0 và sau đó thì vẫn có được đời 4, có được cái Tham Lai 200. Thậm chí ra còn đang gắng để đuổi Tham. Bên kia đội bạn 4 người đời 4. Vâng, bên mình Cậu Hưởng nhiệm vụ rất dễ chơi và dễ trúng thưởng, ngồi nhà và chỉ việc can chôn lờ để sắp voi điên mà thi đấu thôi. Vâng, cực kỳ dễ chơi. 183/200 dẻo sỉ. Sẽ vẫn đang đi những con đạp đôi của mình là rất khéo léo để quản được Nam Sâu Kiều với kinh nghiệm và bản lĩnh cùng người đàn ông đã chinh chiến trên không có mặt trận vâng trong và ngoài nước. Sẽ đang tiếp tục hành quân. Tuy nhiên thì công nhận là vòi phơ rất luôn là một thứ gì đấy rất đáng sợ. Đóng cửa đúng không ạ? Anh ấy đóng cửa. Tham Lai là 187/200. Sẽ vẫn đang hy sinh trần lực để đổi lấy những con vòi của bên phía đối phương. Nhưng công nhận là vòi nó cũng là một sự khác biệt. Nó vừa trâu mà là vừa chó. Tham Lai là 177/200. Tham của người cầm pơ có lẽ là 1 lít rồi. Bên này Cậu Hưởng thì sao?
Cậu hưởng tham lai là 16 với cái đời 4 của mình đang bị quản đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là có một vài con voi sữa để thi đấu giữa game thủ Văn Đường. Còn đây là mảnh máy của game thủ U98 vẫn đang cố gắng để vừa kê vừa bơm nhà. Bơm cho chim sẻ thời điểm đầu và bơm cho cậu hưởng ở thời điểm sau. Vâng, đang cản lại bước tiến của đạp đôi trong tập game thủ Nam Sâu Cửu. Mạnh Hào có lẽ sẽ là đóng vai trò, vâng, cũng cố gắng để bơm đồ. Thế trận là quá khó ở trong trận đấu này rồi. Bên phía đội bạn là 4 nhà đời 4, voi điền của vòng pơ 1 mã. Trong khi đó, vâng, bên mình thì hơi khê, đúng là con voi nó khác quá, con voi nó khác thật. Con hot của Isiban không có vị gì cả, con đạp của Phô cũng yếu. Nhưng mà cái con voi pơ mới là thứ đáng sợ. Cay thật.